Thái Lan là nơi có dân số già hóa cao hơn so với nhiều quốc gia khác, 16% dân số từ 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nguồn thu nhập tiết kiệm và mức lương hưu hạn chế đồng nghĩa với việc nhiều người già tại quốc gia này đang phải sống ở mức nghèo khổ. Ước tính năm 2029, Thái Lan sẽ gia nhập danh sách các xã hội siêu già hóa với hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa đạt được mức độ giàu có như một số xã hội già hóa khác như Nhật Bản, Hàn Quốc chính phủ Nhật Bản ước tính với xu hướng dân số già như hiện nay, chi phí chăm sóc người cao tuổi hàng năm trên đầu người sẽ tăng 75%, lên hơn 1.500 tỷ USD vào năm 2050 so với mức của năm 2019. Thực thể cho thấy châu Á đang già đi nhanh chóng, trong khi những điều kiện cơ sở cần thiết cho một xã hội già, thậm chí siêu già, cần phải được chuẩn bị trước hàng chục năm. Do đó, việc bắt kịp và chủ động đón nhận lan sóng bạc đang là bài toán đặt ra nhiều thách thức với các quốc gia tại châu lục này